Trong đấu la đại lục, có thể nói Tu La Ma Kiếm là một kiện thần khí vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nó mang toàn bộ sát khí trên thế gian, thế nhưng sát khí đó không phải khí thế tà ác mang theo ác niệm, mà trái lại, Tu La Ma Kiếm lại chẳng ngập hơi thở quang minh, phá bỏ đi mọi ác niệm trên thế gian. Mặc dù vậy, để phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó cũng chỉ có Tu La Thần, vị thần gần như mạnh nhất tại thần giới mà thôi. Và như các bạn cũng đã biết, Đấu La Đại Lục chỉ còn 2 tập 262 và 263 là kết thúc phần 1, và trong tập đặc biệt 262, Bì Bì Đông đã hoàn thành khảo hạch thứ 9 và trở thành La Sát Thần. Bởi vậy, sau khi trở lại Gia Lăng Quan, cuộc chiến đã trở nên vô cùng gay gắt. Lúc này, cuộc chiến sẽ là một thần đối đầu hai thần, thì Nhật Tuyết sẽ không còn cô độc nữa. Lúc này, nàng có mẹ mình kề vai chiến đấu bên cạnh. Bởi vậy, có được đồng đội mạnh mẽ, thì Nhật Tuyết và Bì Bì Đông rất nhanh đã áp đảo Đường Tam và giành chiến thắng. Không những chiến thắng, Bì Bì Đông còn lấy mạng Đường Tam nữa. Thế nhưng thật may, sau đó, nhờ cửu thải thần nữ và thực thần dùng dung hợp kỹ, Đường Tam đã sống lại và tiếp tục chiến đấu với hai vị thần. Và trong diễn biến tập 263 cũng là tập cuối, trong khi giao thủ cùng Thiên Nhật Tuyết và Bì Bì Đông, chứng kiến Đường Tam bị Thiên Nhật Tuyết truy sát, Tiểu Vũ đã liền bay lên và đỡ cho nam nhân kia một kích chí mạng. Cũng bởi vậy, trúng một kích đó của Thiên Nhật Tuyết, Tiểu Vũ đã bị thương nghiêm trọng và rơi xuống, dường như nàng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, khi Đường Tam ôm lấy cơ thể nàng rơi xuống, thì cũng là lúc anh ấy lại một lần nữa bước vào ảo cảnh của Tu La Thần. Và lần này, đứng trước Tu La Ma Kiếm, Đường Tam vì bảo vệ gia đình và người mình yêu cùng muôn ra bách tính, anh ấy đã lựa chọn tiếp nhận thần vị Tu La Thần. Bởi vậy, lựa chọn tiếp nhận truyền thừa, Đường Tam cũng liền rút ra Tu La Ma Kiếm. Từ đây, Đường Tam đã không còn mang trên mình hình ảnh hải thần với sự nhân từ nữa. Thay vào đó, để chống lại địch nhân, anh ấy đã chính thức thay đổi, sau lưng không còn là tám cánh nữa. Thay vào đó, sau lưng anh ấy là sáu cánh tay, cùng với đó là mái tóc bạc cùng sát khí cuồng bạo, dường như có thể nuốt chửng cả thế gian này. Chính vì vậy, khi đã trở thành Tu La Thần, cho dù là Thiên Sứ Thần hay La Sát Thần, bọn họ cũng không thể thắng nổi Đường Tam với sức mạnh cuồng bạo. Có thể nói, sau khi Đường Tam sử dụng vũ khí của Tu La Thần, anh ấy đã ngay lập tức khiến Thiên Sứ Thanh Kiếm của Thiên Nhật Tuyết chỉ như một khúc gỗ. Còn Bì Bì Đông, dưới áp lực của Tu La Ma Kiếm, linh hồn nàng run rẩy liên hồi. Cuối cùng, vì đỡ một kiếm cho con mình mà nàng đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng, xét lại thời gian trước đó một chút, để có được Tu La Ma Kiếm, Đường Tam phải cảm ơn Đường Thần trước. Bởi vì trước khi Tu La Ma Kiếm hợp thể vào người Tiểu Vũ, Đường Thần đã dồn hết những gì mình đạt được từ 8 khảo hạch vào trong đó. Vậy nên, sau khi Đường Tam chạm vào nó và cầm lấy kiện thần khí kia, anh ấy đã ngay lập tức có thể trở thành Tu La Thần mà không cần phải vượt qua 8 khảo hạch đầu tiên mà chỉ cần vượt qua khảo hạch thứ 9 mà thôi. Và cũng bởi vì điều này, trong trận chiến tại thành Gia Lăng Quan, sau khi hợp thể cùng Tiểu Vũ, Đường Tam nhờ có Tu La Thần đời trước tác động một chút, anh ấy đã ngay lập tức trở thành Tu La Thần và có thể sử dụng Tu La Ma Kiếm. Trong trận chiến cuối cùng, sở dĩ khi nhìn thấy Tu La Ma Kiếm, linh hồn Bì Bì Đông đã ngay lập tức run rẩy liên hồi, cũng bởi vì Tu La Thần cùng với La Sát Thần tuy đều là ác niệm chi thần. Thế nhưng, Tu La Thần, ông chính là Quang Minh Sát Thần, còn La Sát Thần, bà ta lại là Hắc Ám Sát Thần. Hơn nữa, Tu La Thần là một trong thần giới ngũ trí tôn, ở trong toàn bộ thần giới, là một trong những vị thần cường đại nhất. Bởi vậy, Tu La Thần chính là khắc tinh của La Sát Thần. Thế nên, ngay khi nhìn thấy Đường Tam sử dụng Tu La Ma Kiếm, Bì Bì Đông đã lập tức cảm thấy sợ hãi. Và có thể nói, cũng vì điểm này, Bì Bì Đông đã hoàn toàn đánh mất chính mình, nàng tựa như không còn sức mạnh của một vị thần nữa. Còn Thiên Nhật Tuyết, nàng cho dù là liều mạng phá vỡ thần vị trở lại làm hồn sư bình thường, thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả chỉ là hư vô mà thôi. Bởi vậy, ngay khi đỡ được một kích toàn lực của Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam đã liền lao lên cầm Tu La Ma Kiếm truy sát đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc mũi kiếm gần tới người Thiên Nhật Tuyết thì rất may Bì Bì Đông đã lao tới và đỡ nó. Bởi vậy, Thiên Nhật Tuyết đã sống, còn Bì Bì Đông sau một kích đó nàng chỉ còn lại một hơi thở tàn mà thôi. Nói vào lời sau cuối, Bì Bì Đông sau đó liền chút hơi thở cuối cùng tại thành Gia Lăng Quan. Cũng từ đây, cuộc chiến kết thúc. Còn Đường Tam, anh ấy có được song thần vị. Sau một thời gian xúc muôn dân bách tính ổn định, anh ấy đã cùng Tiểu Vũ đi lên thần giới. Và ở tại đó, sau vô tận 5 tháng, Tu La Thần đã quyết định trao lại vị trí chấp pháp giả cho Đường Tam để dành thời gian đi ngao du thiên hạ. Còn Đường Tam, ở tại thần giới, anh ấy cùng Tiểu Vũ đã có một nữ tử, đó chính là Đường Vũ Đồng. Cô nàng này sẽ đóng vai trò nữ chính của phần 2. Và liệu rằng diễn biến phần 2 sẽ có gì nhỉ? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.